sao không để cho cô nằm mà ba ngồi vậy hoài à? Dạ. Ba nằm cái mà ngồi vậy nằm cái dạ. Đập đầu hoài thôi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi đó. Ôi trời ơi, trời ơi. Thôi không có bảo hiểm không được rồi. Trời, hết hồn luôn. Rồi cái sau cái buổi ở gặp ở khách sạn rồi anh đó có đưa tiền cho chị gì không? Có đưa cho là nó nói là không sử dụng cái đó thì nó cho là 1,5 triệu, còn sử dụng á là cho 1 triệu thôi. Cuối cùng nó không sử dụng biện pháp an toàn rồi nó cho, nó nói xạo cho đúng 1 triệu chứ không cho 1,5 triệu, không sử dụng biện pháp an toàn. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đến số 15 sạc 2A ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đến phòng trọ của chị Yến để nghe chị kể về một cái câu chuyện quá khứ của chị mà không mong muốn xảy ra. Với lại chị đang ở cùng ba mẹ. Chị đang ở cùng ba mẹ đó không chị? Dạ, em ở cùng ba mẹ. À, mẹ chị bị tai biến đúng không? Dạ, bị tai biến. Nhưng mà mẹ đâu rồi? À, mình thuê hai chỗ luôn hả chú? Bà đập đầu hoài ra phải đổi nón bảo hiểm. Trời, đổi nón bảo hiểm trong nhà luôn. Trong nhà luôn chứ. Dạ. 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 Chào cô. Cô nói được không chú? Dạ. Sao không để cho cô nằm mà ba ngồi vậy hoài à? Dạ. Ba nằm cái mà ngồi vậy, nằm cái dạ. Đập đầu hoài thôi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi đó. Ôi trời ơi, trời ơi. Thôi không có bảo hiểm không được rồi. Trời, hết hồn luôn. Ủa sao? Là cô thường xuyên ngã té hoài ha? Té hoài là mấy năm nay rồi đó. Trời. Cái này phải nói bị bảo hiểm thôi, bị đập bể đầu. Đập bể đầu. Trời ơi, đang đứng hết hồn luôn. Cô bị mấy năm rồi chú? 3 năm rồi. 3 năm rồi hả? 3 năm rồi đập đầu, còn còn là 2 năm nữa là tai biến. Dạ. 5 năm rồi đó. 5 năm. Cô có đi đứng gì được không hay là ngồi thôi? Liệt. À. Người. Dạ. Nó có đi đứng gì được đâu. Dạ. Đập đầu hoài cũng dạ. Khổ quá. Mình thuê hai bên trọ luôn hả? Hai bên rồi mỗi bên là bao nhiêu tiền? Coi như là tính là mà một bên là 1 triệu mà cho tính tiền điện nước à là 2 triệu. 2 triệu và còn điện nước coi như là cho 1 triệu đi. À. Rồi chú đi làm nghề gì? Cho, ở nhà chăm sóc bà. Ở nhà chăm sóc vợ. Vợ với vợ ta biến gì sao đi làm được? Rồi không? Con gái là chăm con. Chăm con. Rồi ai làm ra tiền? Thì nếu con trai đi làm chật chật lắm. À con trai làm nghề gì chú? Nó làm nghề xây dựng gì đó. À chú cũng không biết luôn. Không biết nghề cái đó, nói thôi à. Sao nghe chú mùi rượu không vậy? Đâu có. Bình thường có gì đâu. Chú mới uống rượu hả? Có gì hết. Có nấu cơm cho cô ăn gì chưa chú? Dạ. Rồi cô ưng cô ngồi rồi cô đập đầu vô tường vậy hả? Trời ơi. Bên đây là chị Yến nè. Chị Yến đang chăm con. Bỏ không ai chăm luôn á. Khóc quá trời. Bé được mấy tháng rồi chị Yến? Dạ được 1 tháng rồi. 1 tháng hả? Ba bỏ rồi. Ba bỏ hả? Dạ bỏ rồi. Nhưng mà có từng ở đây chưa? Đâu có làm cái chỗ xuống đâu. À. Rồi chị làm đi rồi xíu xuống rồi chị kể thêm về câu chuyện đó. Dạ dạ. Em à. Khai sinh đó hả? Mẹ bệnh á. À không cần đâu chị ơi. Không cần đâu. Được rồi. Ủa cô còn biết gì không chú? Biết hết rồi, quên nhiều lắm. Dạ. Cũng như là coi như là hỏi bà thì bà còn gật đầu không chứ không có trả lời. Dạ. Còn không có thôi bà lắc đầu, bà không biết gì nữa. Dạ, là tối là con ngủ ở đâu? Con ngủ ở đây. À. À. Có trải chiếu hay là gì không? Hay là có, con có lóc cái mền. À. Cái mền đó. Chứ không có nệm hả? Không.
đái hoài. Ô trời ơi. Bà đập ra đầu gì mà đái hoài còn sao ý niệm nữa. Cái này phải có cái biện pháp nào đó mà để cho cô cố định một chỗ chứ. Cô đập đầu này hoài nguy hiểm. Bởi vì không có mũ nguy hiểm mà bà bể đầu hoài là chết luôn. Mà không là bị chảy máu rồi đó. Dạ. Nào dắt mẹ đi khám em thôi, kiểu này em đập chết luôn á. Con mất trăm bé rồi đâu dắt mẹ đi khám được. Chị Yến năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em giờ lớn rồi, 27 tuổi. 27 hả? Dạ. 27 là sinh năm 94 phải không? Dạ 93. À 93 hả? Chính xác mấy cái giấy tờ bệnh lúc mà em 20 tuổi rồi. 7 năm rồi. Bệnh được 7 năm mà bị tai biến, lại bị thần kinh không ổn định á. Dạ. Hay khóc hay nó nhảm rồi nói chung là không có khả năng làm việc được, bị liệt hết nửa người. Chị lúc trước là chị làm cái gì? Lúc trước em làm công nhân nhưng mà em cũng bị chết á, thần kinh cũng được ổn á. Stress hả? Dạ, đi làm công nhân. Mà bây giờ là cạc nhỏ đôi làm được mấy tháng nay rồi. Rồi cha nó có phụ cấp gì không? Dạ không, nó bỏ luôn, bỏ lúc trong bụng á. À, bỏ lúc dạ, trong bụng chắc, hả? Dạ. Rồi cái lúc đó sao mà gặp mà chồng? Dạ, cái lúc đó cái người mà em gặp mà bị hãm vợ con á. Sao là gọi là hãm? Hãm, tại vì nó chơi gài, gài cửa phòng lại, nó không có cho ra, với lại nó... Ở đâu? Ở đâu à? Gì để an toàn hết. À, ở đâu? Ảnh. Em không biết ở đâu luôn. À. Như là lúc trước em tham chơi, tham vui, em hỏi nhà cửa đã ở đâu á. À. Rồi dạng như người ta thích mình thôi. Thích mình chứ không có hương. Rồi ta không có ý định là tìm hiểu hết á. Ta thích thôi. Nên người ta nói là vô, nói chung là em cũng không biết cái đó là gọi là làm gái. Nên nếu mình đi vô khách sạn người ta mà không có biết gì người ta hết, không có quen lâu, rồi không làm đám hỏi đám cưới mà vô vậy thì có công đánh giá. Em không biết em vô cái nó làm, nói chung là nó không có sử dụng gì hết á. Rồi bắt đầu có con. Sao mà đi vô khách sạn với người ta? Sao mà chị đi vô? Người ta nói thôi dạng như thích em á, nói thôi vô đem cho em dạng như em xin tiền á. À. Em xin tiền. Nhưng mà dạ em thấy nó thích em, em xin tiền đó. Cái này là em quay em sự, em cái này là em quay clip lại em đăng lên YouTube á, chị có ngại gì không? Dạ không có ngại. À. Tại vì cái này em kể tới mà. À. Chứ sao mình cỡ vậy thôi. À, trời ơi. Con té hoài luôn á. Không sao không để cô nằm xuống đi chú. Không chịu không nằm đâu, nằm cứ bả ngồi vậy à, nằm ngồi bả ngồi vậy à. Tại con bé này ba nó bỏ. À. Rồi mà mình sanh là sanh ở đâu? Dạ, mình sanh làm sanh bệnh viện Hóc Môn. Ừ, cái lúc mà đi vô khách sạn á. Rồi người ta có nói gì rồi mình có bỏ chạy hay sao không? Dạy như người ta thích mình chứ người ta không có ý định là tìm hiểu. Ừ. Người ta không có ý định là tìm hiểu ra tiếng sâu, người ta không có chỉ nhà chỉ cửa, người ta thích thôi. Cái người ta mới là chắc là có không biết sao người ta kêu em vô cái em tại em có tâm sự là thì em tâm sự em cũng giỡn nó cũng thích giỡn kiểu bạn bè thôi. Là mình quen qua mạng hả? Dạ mình quen ở quán, hồi xưa em làm quán. Quán gì? Quán đó quán quán nước không, quán nhậu á. Quán nhậu hả? Cái đó thằng nó là khách. À. Nhưng mà vậy thì chắc là nó thích thôi, nó không có chỉ nhà chỉ cửa, không có đâu có ý định tìm hiểu đâu. Ê trời. Em cũng hỏi nhà hỏi cửa nữa. Cái em mới là lúc em ham chơi ham vui lắm. À. Sau lúc có con rồi mới là đỡ hơn thôi. Ham chơi ham vui có đầu người ta kêu vô cái em vô trong đó. Thì nói chung là nó không sử dụng. Rồi em có uống thuốc nhưng mà nó không có sử dụng mấy cái biện pháp an toàn. À chị rồi. Có uống thuốc ngừa thai. Dạ nhưng mà không có sử... Nhưng mà không kịp đúng không? Đó. Bao lâu chị mới uống? Dạ không, thuốc ngừa thai tác dụng 80% thôi. À. Nhưng cái này là... Nói chung là em lỡ có con với nó. Ừ. Rồi nó không có nhận đứa bé. À. Nó không nhận đứa bé. Nó bỏ luôn. Rồi cái sau cái buổi ở gặp ở khách sạn rồi anh đó có đưa tiền cho chị gì không? Có đưa cho là nó nói là
không sử dụng cái đó thì nó cho là 1,5 triệu, còn sử dụng á là cho 1 triệu thôi. Cuối cùng nó không sử dụng biện pháp an toàn nữa, nó cho nó nói xạo cho đúng 1 triệu chứ không cho 1,5 triệu, không sử dụng biện pháp an toàn. Nó làm mình không biết cái mình nói chung là em cứ kêu nó sử dụng nó vô, nó chơi nó tống luôn, nó nghĩa là nó không có tôn trọng mình á. Nó kêu sử dụng vô, tại vì chưa có làm nó hỏi đám cưới. Rồi em kẹt tiền xin nó không cho, nó kêu hay vô đi em cho tiền em. Rồi, em chơi xong bỏ luôn. Rồi sau cái buổi đó còn liên lạc với anh đó không? Không, em xóa Zalo, em giận xóa Zalo tại nó không tôn trọng mình, em giận xóa Zalo. Cái nhất, cái hai cái số điện thoại đó em liên hệ á, cái lại số thằng bạn của nó đó, cái thằng bạn mà cho số em á, nó không xin phép em trước, nó tự động cho số. Rồi ở đầu tự động cho số rồi nó lấy cái thằng mà đăng thẻ em á. Thì đó, cái thằng đó thì em liên hệ lại là nó bỏ đứa con rồi nó không nhận. Có số của nó đây với lại có số thằng bạn đó. Rồi chị có oán trách gì không? Có, em nói tại sao không nhận đứa trẻ, ví dụ không thương em thì em không nói, ví dụ như em không, ví dụ như mình không hợp nhau không nói chia tay, không thương nhau em không bắt thương em, nhưng mình tội nghiệp con bé không có tội. Em bé có tội gì đâu, em đâu bắt nó thương em. Không thương thì cần người ta có quyền bỏ, nhưng mà còn đứa trẻ là sao? Còn bây giờ trong khi em khổ, bây giờ em giàu có em không nói, em ăn khổ nữa nên em tính xin nhờ bà con giúp đỡ để lo cho đứa trẻ, toàn đứa trẻ thôi. Con té một ngày không biết bao nhiêu lần luôn á. Đây là có đập đầu chảy máu nhiều lắm. Nhưng mà tét cái trán nè. Là cái phía sau cái đầu bị lên cơn co giật á, bị co giật. Hiện tại là chị chăm bé rồi bằng cái nguồn tiền ở đâu? Hiện tại em sống bằng đồng lương, anh em cũng sống bằng đồng lương. Lương hai gì? Anh em lo. Chị làm nghề gì? Em làm công nhân. À lúc trước đúng không? Dạ, mà lúc trước em ham chơi lắm. Hai anh em sống bằng đồng lương, lo cho ba với mẹ đóng tiền phòng. Ba thì dạy rồi. Ba dạy là sao? Ba thì lớn tuổi rồi, với lại ba cũng suy nhược cơ thể. Rồi bây giờ là chủ yếu là nhờ tiền của anh trai hết, đúng không? Dạ, anh trai là em thì nói chung hai anh em đóng trường phòng để lo cho ba mẹ thôi. Khó khăn chật vật lắm. Hai anh em đồng lương nó có bao nhiêu, nếu mà em tăng ca thì tiền một ngày được 200 mấy, nhưng mà không tăng ca ngày làm có 100 mấy thôi. Dạ hả? Nhưng mà ví dụ như mà nếu có mạnh thường quân mà người ta giúp đỡ thì đưa tiền cho chị biết giữ không? Em hả? Thì nếu mà không tin tưởng thì có thể gửi cho anh trai em cũng được. Gửi cho anh trai để anh hai gửi tiền lo cho anh hai, gửi tiền cho em gái để em gái lo cho em bé, là mua tã, mua sữa hoặc là hoặc là sao chị? Hoặc là số tiền dư ra còn có thể là lo cho mẹ, cho mẹ, cho có nghĩa là cho tốt hơn á, cho đầy đủ hơn. Cho ở đây có cô chủ không? Ở đây có cô chủ trọ ở đây không? Có bà chủ phòng trọ. Chị có lại đây không? Bà gần trọ, gần đây không? Lại đây lắm. Bà chủ phòng trọ ở ngoài nha. Chị kêu lại được không? Dạ được. Chị kêu lại giúp em nha. Cái này là phải chắc là nữa. Mà đọc phải riết là cái giò sưng cũng cho. Hồi đó là cô làm nghề gì chú? Bả hồi đó bả làm đủ thứ nghề hết trơn á. Hôm nào là phụ quán, rồi làm cái chỗ mà tôm lâu lạnh ở dưới đây nè. Đó. Hồi đó gia đình mình ở đâu vậy chú? Hồi đó quận Tân Bình. À mà sao bây giờ về đây sống rồi? Về đây sống tại vì lúc trước đó, kẹt quá mới bán. À bán nhà, bán đất bên đó. Đất đó không có đất, bán nhà thôi. Bán nhà thôi. Bán nhà thôi rồi về đây. Bán bên đó được nhiêu? Không nhớ, lâu quá.
À, mấy năm rồi chú? Mười mấy năm rồi hả? Không nhớ nổi. Rồi bán xong rồi mình làm gì? Bán xong rồi mình đi mướn chỗ khác. À, mướn chứ hả? Không, mà lúc đó là mình có tiền mà cất nhà. À. Có tiền cất nhà nhưng mà cất nhà không được, cái ăn riết nó mòn. Dạ. Rồi ra bây giờ cũng ở phòng trọ thôi chứ tính là đó cất nhà nở. Dạ. Rồi. Cái này chắc phải thiết kế cho chú một cái lồng mà dạng như cho em bé, xung quanh là mình trải nệm hết để cho cô ở trong đó. Nhưng mà thấy chật vật quá, giống như ở tù. Dạ. Còn hơn là ở ngoài mà cô cứ té giày suốt, cứ đập đầu suốt, nó cũng ảnh hưởng lắm chú. Dạ. Cứ trong nhà đội nón bảo hiểm, ngoài hầm cái đầu của cô cũng tội. Nhưng mà chiều cái bả Diệu cái mới cởi ra được. Dạ. Cởi ra được, bả ăn xong bả ngủ à. Dạ. À, cô chủ có nhà không chị? Dạ, bà chủ phòng trọ đi đâu rồi? Đi đâu rồi hả? Có công chuyện gì rồi? À. Em nè. Rồi được rồi. Té bị hả? Bị té chán. À. Đập lại anh trai. Anh trai hả? Dạ anh trai. Rồi. Có gì xíu cho em xin số điện thoại của anh trai chị nha. Dạ. Để em gọi thông báo, có gì em gửi chút quà, rồi có gì chị về chị gửi lại cho anh. Dạ. Tại vì đưa cho chị, hỏi là đưa cho gia đình em cũng không có an tâm. Tại vì không biết chị có giữ được hay không, rồi xài tiền như thế nào nữa, có khi người ta lại dụ nữa. Người ta chiếm đoạt cái số tiền. Đúng rồi. Đúng rồi, em tâm thần cũng ổn định nữa. Không ổn định hả? Chết. Dạ, bị chết. Chết do cuộc sống nó khó khăn quá, mình chết với lại mình. Rồi hiện tại là chị ổn định chưa? Mình tâm lý cũng được tốt nữa. Rồi hiện tại là chị ổn định chưa? Dạ, cũng ổn định lại. Ổn định lại phần nào. Nó nghĩa là mình hồi xưa lúc trước khi có em bé là mình như đứa nít vậy đó, không hiểu. Dạ, hiểu biết nhiều như người ta. Không có hiểu về cuộc sống gì người ta. Nhưng mà mình không có nhiều cái mình không có hiểu. Nhưng sau này có em bé là em đỡ hơn xíu. Dạ hả? Dạ. Mình có giấy tờ gì không? Giấy tờ. Dạ có giấy tờ, để anh đợi em xíu. Rồi. Thì bà này có cần giấy tờ gì không? Dạ không đâu chú. Tại vì cô là thấy rõ rồi mà. Thấy cô bị tai biến. Tai biến đi không được nữa. Dạ. Này cái lăng nè. Dạ. Lúc trước là chú làm nghề gì? Cơ khí hả? Cơ khí đó. Chú làm được mấy năm rồi mới nghỉ? Cả chục năm. Cả chục năm hả? Nhìn mà sót luôn các bạn. 10 năm rồi, làm xong 10 năm cứ bả. Cứ bả xong cái làm thêm 10 năm, 20 năm rồi mới nghỉ. Dạ. Giờ là lớn tuổi rồi làm gì được nữa, hết mắt nó kém rồi không biết đường. Dạ. Cô làm giấy khai sinh cho. Đây là giấy chứng sinh của em bé hả? Dạ, chứng sinh ở bệnh viện Hóc Môn. Rồi. Vào ngày 18 tháng 6. Rồi, dạ. Năm 2000. Rồi, lúc trước là chị học trường gì? 2020 mở nghi nhầm rồi nè. Rồi, lúc trước là chị học trường gì? Dạ, bên trường Vinatex hả? Có thẻ sinh viên. Ở bên Thủ Đức đúng không? Dạ. Là chị học được mấy năm? Dạ, được một học kỳ. Một học kỳ rồi nghỉ? Dạ, nghỉ. Tại sao nghỉ? Mình không thích coi cái chọn trường bị sai á. Với lại một phần á là mẹ bệnh là nghỉ ở phòng. Dạ. Nghỉ ở bên nhà, bên bà ngoại, chăm mẹ. Là chị ngày xưa cũng có đi học ha? Dạ. Chị có giấy tờ khám bệnh của mình không? Hay là khám bệnh của mẹ thôi? Em có một khám bệnh của em hả? À, có em không? Chưa đi khám. À, chưa đi khám hả? Có, em có người cô bị bệnh mà gửi ở trại tâm thần rồi. Tên là Văn Thị Thảo, họ Văn luôn. À, là cô ruột của chị? Dạ, bị tâm thần. Bị tâm thần. Nhưng mà đang ở trại tâm thần. Rồi, em hiểu rồi. Đây là mẹ. Đây là sổ khám bệnh của em. Em bệnh đặc giặc kia. À, rồi, được rồi, chị cất đi. Đây là mẹ em nè.
Rồi mẹ thì biết rồi, mẹ là mọi người nhìn vô là mọi người hiểu rồi. Tại cô không có ngồi vững được á chú, không có kiểm soát được, nên phải thiết kế ra một cái hình hộp á, dạng hình hộp á. Nhưng mà cho nó rộng rãi ra. Đúng rồi, thì rộng rãi ra để cho cô ở trong đó. Cô té hay là cô nằm, cô làm gì đó, nó không bị ảnh hưởng đến đầu. Tại vì ngồi ở nhà mà đội nón bảo hiểm rồi cũng phải có người chăm chứ. Phải không chăm là cô lại té nữa. Khó rồi. Đợi rồi bên đây nữa, lúc nhỏ này dạ. Đi mua ra ngoài chút xíu thì ở đây nó khóc. Trời ơi, lúc trước thì không nói là em khổ lắm, mà nó chơi xong rồi nó bỏ đứa con nó đi. Dạ. Em rất là khổ. Ở bên phòng bên kia là chị ở với con thôi đúng không? Dạ, ở với con. Còn bên đây là anh trai với cha mẹ. Dạ, mấy ngày nay là em sống nhờ tiền lương ấy, tiền người ta giúp đỡ không á. Tiền lương mà lúc mà mình còn đi làm. Còn dư lại đúng không? Dư lại với lại tiền của người ta giúp là cũng nói chung người gom góp người 50 người trăm. Ai giúp? Những anh chị trong công ty đi làm chung. À, là người ta dạ. Biết về cái hoàn cảnh của chị. Dạ. Anh chị trong công ty bên Quốc Đăng quận 12, dạ. Công ty Quốc Đăng. Dạ, rồi là giúp chị ha. Công ty Napa ngoài này nữa. À. Chỗ công ty Napa là công ty cũ. Dạ. Trời. Ghét trời mẹ ơi, chết. Tại vì con đâu nói đâu bảo hiểm vô á, không thôi đập ghét rồi người ta chết già, người ta chết nhẹ nhẹ, chết vậy đau khổ lắm, đau chết sao chịu nổi. Tại vì con không có kiểm soát được nên mọi người phải chăm thôi. Giờ phải là đội mũ bảo hiểm vô. Cô không có chịu nằm hả? Dạ không, đang lên cơn. Đang vậy, bật dậy, nằm mà bật dậy rồi, đập đầu riết. Trời. Nó chết già. Ở bên nhẹ, chết đập đầu vậy sao chịu nổi? Em bé là có đầy đủ vật dụng chưa? Ví dụ như là tã sữa rồi đó. Dạ, tã thì em có cái tiền mà từ thiện nó mua tã cho em bé. À. Tiền mà mấy anh chị trong công ty cho. À. Mấy anh chị trong công ty cũng có giúp đỡ cho lấy tiền nó mua tả. Tội ghê. Một bên thì trẻ sơ sinh, một bên thì người già. Để hết sữa hay mua sữa nữa. À. Bé thường uống sữa gì? Hay là còn bú sữa mẹ mà đúng không? Dạ, bú sữa mẹ nhưng mà mình phải hỗ trợ thêm hỗ trợ sữa ngoài nữa hả? Dạ. Bé là bé trai hay bé gái chị? Dạ bé trai. À. Thôi được rồi, chị qua đây để cho bé nó ngủ đi. Ở đây là khu trọ, địa chỉ là 15-2A, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đến hôm nay á, cũng hy vọng được mọi người xem và giúp đỡ cho gia đình chị. Thì trước mắt em có một cái món quà nhỏ là 1 triệu đồng em gửi cho chị. Nhưng mà một lát nữa em sẽ gọi cho anh trai chị để thông báo cho anh trai biết á, để chiều anh có về thì anh giữ cái số tiền này lại thay chị ha. Tại vì đưa chị thì đôi khi chị cũng không có giữ được. Chị đồng ý không? À. Thì trước mắt vậy thôi, em hỗ trợ tấm lòng 1 triệu đồng. Thì chị giữ lại nha, để mua sữa, mua ái gì đó. Thì hy vọng sắp tới có mạnh thường quân nào giúp đỡ thì em sẽ xuống nhà mình nữa. Tại vì cái đường đi vô nó hơi khó tìm tí. Ừ, cũng cảm ơn mấy cháu nha. Dạ, dạ chú. Thôi chú chăm cô đây nha, rồi để con xem thế nào là con hỗ trợ được cái gì cho hỗ trợ. Mất kinh nghiệm đừng chui khách sạn người ta, nó không cho nó làm gái. Ngu đâu. Thôi con đi về nha chú nha. Chú chăm cô đây nha. Rồi, cảm ơn mấy chú.
Dạ 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 dạ. Thôi em về chị Yến nha. Rồi rồi, khi nào có dịp thì ghé nữa. Dạ, cảm ơn mấy anh giúp đỡ. Rồi.